Cho nữa đi, để xem lát nữa vào tay tao mày có còn muốn cười nữa hay không. Lần này thì mày không thoát khỏi tay tao được đâu, Masutilami. Bài bộ hôm nay là ngày hên của tao đó. Anh trai bao giờ cũng giỏi mà. Đã nói đừng có gọi tao là anh trai nữa. Nhất trí anh trai. Nên đừng nào. Còn Masutilami đang chờ tụi mình đó. Hy vọng là không quá trễ. Đếm đến 3, 4 là tụi mình luyện đó bỏ mắt cho tôi làm đi. 1 2. Khoan đã, bao giờ thì liền? Đến 4, đồ ngốc à. Rồi, đến 4, lúc kia em ha. 1 2 4. Tao tóm được chứ, nó là của tao. Hôm nay quả là ngày đẹp nhất trong đời tao. Cho tôi xem chút nào, cho tôi xem chút. Đợi đã. Được rồi, mở ra đi. Hả? Không thể nào. Không thể nào. Mày phải biết rằng giữa 2 và 4 còn có 3 nữa. 1 2 3 4. Anh có lý chứ. Có lý à? Vậy bây giờ làm gì? Để tao nói cho mày nghe. Tụi mình sẽ đem bán con khỉ này cho sở thú. Tụi quay trở lại đất Masutilami. Mày mà nói phê giỏi như mày đếm thì thà để tao nói còn hơn. Gì nữa đây? Kẹt cái áo của tôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tù tù thôi. Cái xe của mày tệ quá. Tôi vẫn lái hoài có sao đâu. Lên đường nè. Còn tinh tinh đó tội nghiệp quá, nó cứ như vậy từng hai ngày nay. Nó cũng chẳng ăn một miếng đồ ăn nào, chẳng biết con nó đâu nhỉ. Đang chỉ làm công vụ, mấy người tội nặng lắm đó, đúng không? Ê, trả nó đi. Hình như cảnh sát thổi lên đó. Không có đâu, gió thổi vào tay mày thì có. Cũng có thể. Nó kìa. Phải, nó đang quay lòng vòng trong đầu của tôi đi nè. Nó, lần này phải tóm được nó. Vé đâu? Chắc anh phải mua vé. Hãy cho tôi qua. Ngài giám đốc đang đợi chúng tôi. Vé đâu? Đừng bắt tôi phải thô. Xin chào. Thật là đẹp để đi dạo phải không? Ba. Tụi mình có đi dạo không?